Nhật thoại cuộc đời. Ở những cái video này, những clip tôi chia sẻ này, tôi sẽ nói những chuyện mà tôi gặp phải, cũng như cái cách tôi đối đầu với nó, tôi vượt qua nó, tôi học được kinh nghiệm từ nó. Dạo này tôi biết được một cái, tôi học được một cái cũng rất hay, là cuộc đời là một chuỗi những cái bài kiểm tra, và vũ trụ sẽ đưa tới cho bạn những cái bài test này. Thì nếu mà bạn vượt qua được thì bạn sẽ không phải học lại nó nữa, coi như bạn tốt nghiệp. Còn nếu không được thì bạn sẽ gặp những chuyện tương tự, bạn sẽ phải học hoài cho tới khi nào bạn học được bài học đó. Hôm nay cái chủ đề tôi muốn nói là tranh luận với tranh cãi. Tiếng Anh nó là debate với lại discussion. Nó là debate versus argument, hoặc là discussion versus argument. Tức là khi mà bạn nhào vô một cuộc hội thoại với một người nào đó mà cái tâm lý của bạn hoặc cái tư duy, cái dự định của cái người kia là tranh luận, tức là bạn hoặc người đó mang cái tâm thế cởi mở khi mà bàn luận một cái vấn đề gì đó, thì cả hai đều thắng. Tức là sau cái cuộc nói chuyện đó, mình sẽ mang về được một ít kiến thức hoặc là kinh nghiệm hoặc trải nghiệm. Cái này hơi bắt chước anh Thái Công một chút đó, mà bạn hoặc người đó mang về được những cái vốn đó để tích lũy thêm cho cái hành trình sống của bạn. Còn nếu mà nó là một cái cuộc dân gian mình gọi là cãi lộn á, tức là tranh cãi, thì cuối cùng chỉ có một người thắng thôi. Và đối với tôi thì tôi thắng, còn đối với cái người kia, người đó cũng thắng luôn. Nhớ nha, nếu mà bạn nhận ra được là bạn nhào vô một cái cuộc hội thoại như vậy á, mà khi bạn nói, người kia cũng nói lại với cái hàm ý là họ có những cái phản biện và họ cho là đúng, thì lúc đó thôi, rút ra càng sớm càng tốt. Câu chuyện là như vậy. Hôm qua tôi dẫn hai đứa con tôi đi công viên chơi, thì có một thằng nhóc khác chơi làm sao hồi không biết, nó mới giơ ngón giữa vô hai đứa này đó. Còn chip nó mới lại nó mét với tôi, là có thằng nhóc áo đỏ nó tới nó giơ ngón giữa vô mặt tụi con, nên tôi mới thấy vậy không ổn. Nhưng mà tôi đã biết thằng đó là trước đó tôi đã có thấy nó vòng vòng với lại ba nó và mẹ nó rồi, thì tôi mới cần hai đứa nhỏ xác nhận lại coi thằng này là thằng nào. Thì sau khi đúng rồi, tôi mới nói chip với anh Kem đi lại mét mẹ nó đi đó. Thằng nhóc này cũng có vẻ hơi sợ, tại vì nó biết là nó làm sai, cho nên lúc mà tới mét á thì nó chạy ra, nó núp sau lưng mẹ nó và nó nói là nó không có giơ ngón giữa mà nó giơ ngón út. Mẹ nó cũng có vẻ là một người hiểu chuyện, chắc cũng biết là thằng này trước đó cũng có những hành động như vậy, hoặc là nó nói dối rồi. Thì chị này chị mới nói là nếu con không giơ ngón giữa thì tại sao chị lại nói như vậy đó.
câu chuyện đáng ra nó cũng không có gì nghiêm trọng. Thì chủ yếu là tôi muốn báo cho phụ huynh của thằng nhóc là cái hành vi của nó đang là không phù hợp, không đúng đắn. Tôi chỉ muốn báo như vậy thôi và tôi đi. Trước đó thì tôi cũng muốn dắt hai đứa nhỏ đi về rồi, tại vì chơi cũng được khá lâu. Đó, thì sau khi báo xong như vậy thì cha nó này xin phép được gọi là thằng, tại vì nó lớn hơn tôi, nhưng ban đầu thì tôi vẫn gọi nó là anh. Nhưng mà nó không có giữ cho tôi được một cái sự tôn trọng nhất định, cho nên tôi kêu nó bằng thằng luôn. Nó chắc nó lớn hơn tôi cả 5-7 tuổi gì đó. Thì sau khi nó nghe chip mét với lại vợ nó, bà vợ của nó về cái chuyện đó, thì nó mới quay qua nó hỏi là sao con biết giơ ngón giữa, giơ ngón giữa vậy trong văn hóa người Việt nghĩa là làm sao đó. Thì tôi cũng thấy này cũng được ha, cũng là một cách phản biện hay đó, để tôi coi nó nói tiếp cái gì. Thì con chip mới trả lời là giơ ngón giữa tức là nói bậy, là chửi bậy. Thì nó mới nói tiếp cái này là cái bên văn hóa của người Mỹ thôi, người Việt mình đâu có ai quy định là cái chuyện đó là xấu, là bậy, là chừng nào mà nói bậy á, thì nó khác. Còn cái này giơ cái ngón giữa đó là ý của nó. Thì bây giờ tôi mới thấy ra nó là nó bao biện cho con nó, chứ nó không có ý định là nó xin lỗi hoặc là nó dạy lại con nó như thế nào đó. Tức là thằng này, thằng nhóc nhỏ này nè, ở nhà được coi phim, coi màn hình như thế nào tôi không biết, hoặc là bắt chước từ chính thằng cha của nó tôi cũng không biết. Nhưng mà khả năng cao với cái cách dạy con, với cái tư duy dạy con như vậy, thì sớm muộn gì thằng nhóc này cũng sẽ bị những thằng nhóc lớn hơn, hoặc là bị đời dạy cho một bài học tôi nói là chắc sẽ khá đau đớn á. Ý tôi là có thể nó sẽ bị tổn thương, nó bị đánh lại, tại vì nó cũng còn nhỏ lắm, tôi nghĩ chắc 5-6 tuổi gì đó hà. Nhưng mà kiểu như trước đó là nó có muốn chơi với lại hai đứa nhỏ của tôi, nhưng mà nó nói làm sao á, thì hai đứa này cũng bơ bơ, kiểu như không thích cái cách của thằng này, thành ra không có chơi chung. Và sau đó không biết như thế nào thì nó lại giơ ngón giữa, nó lại muốn tổn thương hai đứa con của tôi đó, bằng cách nó hành xử như vậy. Cũng có thể là nó chưa biết cách hành xử nào khác phù hợp hơn, hoặc là như thế nào tôi không biết. Nói chung là thằng mấy đứa nhỏ mà nó còn nhiều cái để học, thậm chí người lớn mình cũng còn nhiều cái để học, huống chi là tụi nhỏ, đúng không đó. Tôi sống tới chừng này tuổi rồi, U40 rồi, tôi vẫn sẽ mắc sai lầm. Không phải vì tôi không biết né tránh đâu, vì chuyện này chuyện kia chuyện xấu nó xảy ra đột xuất đột ngột, mình không biết cách xử lý, hoặc lúc đó mình không đủ tỉnh táo, thì shit happens đó. Thì sẽ có những chuyện tào lao bí đao nó xảy ra thôi. Và mình là con người chứ mình là không phải là cái máy để được lập trình là vô những chuyện như vậy là phải xử lý như thế nào đó. Nó tùy vào rất là nhiều ngữ cảnh hoàn cảnh. Thì quay lại cái câu chuyện kia, thì sau khi mà tôi lúc mà thằng cha nó bao biện nó như vậy á, là tôi cũng xách dép đi rồi, tại vì cái khu công viên này nó không có cho mang giày đế cứng vô, cho nên tôi mới nói với mấy đứa nhỏ là thôi mình giờ mình đi về đó.
Thì sau khi nghe được những cái lời bao biện của thằng cha đó, tôi mới nói với nó là anh bao biện con anh vậy là thôi thua rồi. Hy vọng mốt con anh sống sung sướng. Tôi nói cái gì, nói chung tôi cũng cạc hịa lại nói vài câu. Thì nó mới tức, nó làm cái hành động là nó phủi tay ở dưới cái cằm ra, nó hất ra. Rồi nó giơ ngón giữa này kia đồ với tôi thì thiệt ra tôi cũng chẳng để ý luôn. Nếu mà là tôi của 5-7 năm trước thì thay vì phản hồi tôi sẽ phản ứng. Tôi sẽ nổi nóng lên, tôi sẽ cương với nó, tôi chửi nó này kia cho đã cái nư của tôi. Nhưng mà giờ tôi thấy, tại vì nó đã có cái góc nhìn riêng, nó có lý lẽ riêng của nó cho là nó đúng, cái thằng già. Cho nên bây giờ dù mà khi mà nhào vô một cái cuộc gọi là tạm thời gọi là hội thoại hoặc là đối đầu như vậy đi, mà ai cũng cho mình đúng rồi thì không nói được. Bạn không thể nào nói người kia được. Thậm chí là tôi hay là bạn cũng vậy. Đó, mình đã mang một cái tâm thế như vậy rồi thì khi người khác nói gì rồi rất khó thay đổi. Nó vậy đó. Nó thằng đó nó tiếp tục nó sỉ vả, nó sỉ nhục tôi bằng hành động, ngôn ngữ tay chân, hình thể cũng như là ngôn từ. Bắt đầu nó nói qua tiếng Anh luôn. Nó nghĩ tôi không biết. Tôi thiệt ra lúc đó tôi cũng không còn quan tâm nữa luôn. Nó kêu nói, nếu mà nói chửi vậy là phải chửi tiếng Mỹ là vậy nè. Nó kêu shut the fuck up. Shut the fuck up motherfuckers này kia, nó chửi tờ lơ luôn. Cái lúc đó tôi đã đi được chục bước ra khỏi, xa khỏi khỏi nó rồi. Cái tôi mới quay lại, tôi cà khịa, tôi nói anh tuyệt vời lắm, mày tuyệt vời lắm, chúc mày sống trong ánh sáng mười phương chư Phật. Và tôi bỏ đi cùng với hai đứa nhỏ của tôi. Nhưng nó vẫn chửi thêm với theo. Bây giờ chắc lúc đó nó cũng giờ ngón giữa nó chửi tôi nữa. Rồi nó chửi bằng ngôn từ shut the fuck up motherfucker, shut the fuck up niggas này kia. Thôi nói chung là tôi đã tự tách mình ra được cái cuộc gọi là đấu khẩu vô nghĩa đó rồi. Thì giận thì vẫn có giận chứ, nhưng mà nó đỡ hơn tôi của lúc trước rất nhiều. Cũng nhờ tôi tự học là giống như từ bây giờ nè, từ cái góc nhìn của bạn, buổi tối bạn nhìn lên những cái vì sao xa ơi là xa, bạn sẽ thấy những cái đốm sáng nhỏ xíu xíu. Đó, thì ví dụ bạn ở những cái vì sao đó, bạn nhìn xuống trái đất thì trái đất cũng nhỏ xíu xíu. Ý tôi muốn nói là những cái vấn đề của bạn, những cái sự tức giận này kia, nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn vĩ mô hơn, nhìn ở góc nhìn vũ trụ, nó không là cái gì luôn á. Đó, cho nên tôi mừng là tôi bước ra khỏi cái cuộc khẩu chiến đó. Tôi rất rất là mừng. Thì tôi chỉ muốn hai đứa nhỏ nó an toàn. Và hiện tại tụi nó an toàn. Thí dụ nếu mà thằng nhóc nhỏ nó đánh con tôi, nó làm tổn hại tới cái thể xác của tụi nhỏ thì chuyện đó khác. Và nếu mà thằng cha đó nó sấn tới, nó đánh tôi thì lúc đó chuyện khác. Thành ra tôi cũng rất muốn cho tụi nhỏ đi học học võ để tự vệ. Có vấn đề gì đó thì tụi nó biết đường, tụi nó bảo vệ tụi nó trước. Nhưng mà người lớn thì nói là chưa đâu, chưa phải lúc, tại vì xương cốt của nó còn chưa có cứng cáp này kia, thì đợi khoảng tầm 10 tuổi thì ok, tôi ráng tôi đợi. Trước đây nữa, vài năm trước cũng có một cái bài học mà tôi học được, và nó ghi vô cái core memory, tức là dịch là ký ức lõi á. Tức là khách tôi khi mà
chạy vô tiệm tôi thì sẽ, tại vì có cái tiệm tôi là phải vô cái hẻm nhỏ lắm, thì những người khác á, những khách khác thường tôi kêu là đậu xe để đổ vô cái hướng cái nhà của tôi để không có lấn ra mặt hẻm. Thì bữa đó bạn khách này lại lỡ đậu ra cái hướng đá chân trống mà đổ ra mặt phần hẻm, thì nó làm cho cái lưu thông nó khó khăn hơn đó. Thì cái ông hàng xóm này ổng mới lại, ổng rất là xéo sắc, ổng kêu là ai đậu xe vậy, có phải là đàn bà không, không biết đậu xe hả, để tôi chỉ cho đậu. Nói chung là ổng không mang được cái từ tâm vô cái cuộc hội thoại đó, và ổng làm cho tôi thứ nhất là mất mặt với khách, thứ hai là cũng khó chịu. Thay vì hàng xóm với nhau, ổng có thể nhắc nhở bằng những cái lời nhẹ nhàng thì không, ổng vô ổng rất là sẵn giọng đó. Và tôi tới bây giờ luôn nhắc lại chuyện đó thì tôi vẫn còn không thấy vui vì chuyện đó, trong khi bạn khách của tôi thì lại rất là thoải mái. Thì cái này nó do gen, nó do sự giáo dục của gia đình nữa. Như tôi thì tôi lớn cho lên trong một cái hoàn cảnh vậy đó, thì tôi mang cái tâm lý là bà xã tôi kêu là tôi hay sân si hả, giống như là tôi muốn ăn thua đủ vậy đó. Kiểu như tôi không để cho ai ăn hiếp tôi, thành ra tôi phải nói lại. Nhưng mà cái lúc đó thì cái ông tôi không nói lại với ông hàng xóm đó. Còn có những người như cái bạn khách đó thì lại rất là hoan hỷ. Cho nên tùy mỗi người một cái cách xử lý tình huống đó. Thì nếu mà bạn ở những cái tình huống như vậy á, mà bạn thoát ra được liền, bạn thay kệ cái người đó thì quá hay cho bạn. Rất tốt. Tại vì những cái cuộc gặp như vậy á, những cái cuộc chạm trán như vậy mà bạn thoát ra được khỏi nó sớm thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của bạn. Nó không làm bạn bị dây dứt, bạn phải lao tâm khổ tứ gì nó đó. Thì đối với tôi thì tôi gặp khó khăn hơn trong những chuyện đó. Bây giờ tôi cũng đã bớt rồi. Cũng tự chúc mừng mình, và tôi cũng chia sẻ lại cái kinh nghiệm của tôi để cho sau này nếu mà bạn gặp thì bạn không giống như bạn hy vọng bạn nhớ tới cái podcast này để mà bạn tách bạn ra, bạn không bị mang cái khó chịu đó về nữa. Lúc trước tôi còn bị cái tật xấu là giận cái chém thớt nữa. Là tôi gặp những cái đó mà tôi không xả liền được thì tôi lại mang cái khó chịu đó về cho vợ, cho con, cho gia đình, cũng là một tính rất xấu luôn. Tôi cũng học được từ bà xã tôi cái tính tốt đó, là chuyện nào ra chuyện đó. Nếu mà bà có lỡ gặp những cái chuyện như vậy thì bằng cách nào đó bà tiêu hóa nó ở đâu đó tôi không biết, nhưng bà không đem những cái khó chịu đó về cho tôi, về cho hai đứa nhỏ đó. Những bạn khách tới với tôi cũng có những bạn vừa gặp là các bạn tâm sự liền những cái chuyện của các bạn. Và tôi cũng tiếp nhận, tôi cũng giống như nó là một cái cơ duyên vậy. Các bạn cần tâm sự và tôi cũng thích được lắng nghe câu chuyện đời của các bạn, cho nên có vài anh em cũng kêu là thích tới chỗ tôi chơi. Tôi cũng thích gặp anh em như vậy. Có khi cũng không mua được gì, tôi cũng không bán được gì, nhưng mà nó vui.
tại vì hai bên tâm sự được với nhau. Mình là con người, mình vẫn là sinh vật bầy đàn, thì có những cái chuyện mà chất chứa đâu đó không có nói ra được với ai, thì có lúc cần gặp nhau chia sẻ. Tôi nghĩ cái chuyện mà trị liệu tâm lý nó cũng là như vậy á, là con người mình cần một người thiệt sự lắng nghe mình. Bây giờ mình bị chi phối bởi màn hình dữ lắm. Nói chuyện với nhau chừng 5-3 câu là cái FOMO, là ngứa tai, là phải móc điện thoại ra check tin nhắn. Thì cái mà tôi cho được anh em là cái sự toàn tâm toàn ý của tôi, cái sự hiện diện của tôi khi mà tôi ngồi tôi tiếp chuyện với các bạn. Tất nhiên cũng sẽ có lúc tôi sao nhãng, tôi móc điện thoại ra tôi coi tin nhắn hay là tôi nghe điện thoại này kia. Nhưng mà tôi sẽ hạn chế những cái chuyện đó nhất có thể. Cái tôi muốn tặng cho các bạn là cái sự hiện diện. Tôi ở đó, tôi lắng nghe chuyện của bạn. Có thể tôi sẽ không cho được lời khuyên tốt nhất. Hồi trước tôi cũng hay cho lời khuyên lắm, nhưng mà bây giờ thì tôi ít hơn. Tôi lắng nghe, tại vì sống mấy chục năm trên đời này rồi, thì các bạn, đặc biệt là sống ở Việt Nam này, thì bạn nào cũng khôn hết á, thiệt, nói thiệt luôn, phải khôn thì mới tồn tại được ở trên cái đất nước Việt Nam này. Còn nếu không khôn là chắc không sống được đâu. Cho nên khi mà các bạn tìm tới tôi là các bạn muốn chia sẻ nhiều hơn là các bạn cần lời khuyên. Cái này chắc cũng hơi dài, thôi để nói tập khác đi. Đó, nói chung tụ lại là nhận ra được càng sớm càng tốt. Cái cuộc gặp gỡ là tranh luận hay tranh cãi thì bạn sẽ đỡ tốn năng lượng, hoặc là bạn dồn năng lượng vô những cái việc nó chính đáng hơn, nó hợp lý hơn, nó đáng để bạn bỏ năng lượng ra hơn. Ok, vậy ha. Làm gì làm, chúc các bạn luôn an yên.